решение о проведении специальной военной операции. We will not lay down the weapons. We will defend our state. The fighting in Ukraine must stop. Cẩm Tú Minh chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 26 tháng 1 năm 2023 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Trước khi đi vào nội dung chi tiết của bản tin, Cẩm Tú xin kính chúc quý vị khán giả của truyền hình Báo Thanh Niên một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự bình an. Thưa quý vị, Thị trưởng Vitali Klitschko hôm nay cho biết một người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương sau khi một tên lửa của Nga bắn trúng các tòa nhà ở phía nam thủ đô Kiev. Theo phía Ukraine, Nga đã phóng một loạt tên lửa vào Ukraine trong giờ cao điểm sáng 26 tháng 1, một ngày sau khi Kiev nhận được cam kết của phương Tây về việc cung cấp hàng chục xe tăng hiện đại để chống lại Nga. Quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ tất cả 24 máy bay không người lái UAV của Nga trong đêm 25 rạng sáng ngày 26 tháng 1. Trong số đó có 15 chiếc bị bắn hạ xung quanh thủ đô Kiev và không có thiệt hại nào được báo cáo. Nhưng ngay sau đó, chuông báo động không kích vang lên khắp Ukraine khi người dân đang đi làm. Đợt tập kích tên lửa của Nga đã làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng ở thành phố cảng Odessa ở phía nam Ukraine. Ditec, nhà sản xuất năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết họ đang tiến hành cắt điện khẩn cấp ở Kiev cùng các khu vực xung quanh và cả các khu vực Odessa và Dnipropetrovsk vì nguy cơ cận kề. Chính quyền quân sự của Kiev cho biết hơn 15 tên lửa bắn vào Kiev đã bị bắn hạ, nhưng kêu gọi mọi người ở lại nơi trú ẩn. Còn tại điểm nóng giao tranh miền Đông, như quý vị còn nhớ thì khi chưa kiểm soát được Bakhmut, Nga đã mở đợt tấn công nhằm kiểm soát thị trấn Soledar gần đó. Khoảng 2 tuần trước, Nga tuyên bố đã kiểm soát được Soledar, nhưng Ukraine ngay lập tức bác bỏ. Tuy nhiên mới đây, phía Ukraine lại lên tiếng thừa nhận đã rút quân. Quân đội Ukraine xác nhận với hãng tin AFP về việc rút khỏi thị trấn Soledar, một điểm kháng cự quan trọng trong trận chiến tại vùng Donbass. Bộ Quốc phòng Nga từ tối 12 tháng 1 đã tuyên bố kiểm soát được thị trấn này. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Sergei Cherevati nói, sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, kể cả trong những tuần qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã rời khỏi Soledar và rút lui dọc theo vùng ngoại ô đến các vị trí đã được chuẩn bị trước. Soledar trở thành tâm điểm giao tranh dữ dội trong nửa đầu tháng 1 khi các lực lượng Nga đẩy mạnh và bao vây quân đội Ukraine đóng tại các khu vực đô thị. Chính phủ Ukraine phủ nhận các báo cáo về những bước tiến của Nga tại đây. Vào ngày 17 tháng 1, ông Cherevati tuyên bố rằng các đơn vị của Kiev liên tục kháng cự đối phương. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đã cảnh báo các nhà báo không được đưa tin về cuộc chiến giành Soledar. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malia, các chỉ huy quân sự là những người duy nhất được thông báo đầy đủ thông tin. Vì vậy, chỉ những người được ủy quyền mới có thể công bố thông tin về các động thái và vị trí của quân đội Ukraine. Nhận xét mà quan chức này đăng trên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 1 dường như là phản ứng của bà trước những bình luận về thất bại của quân đội Kiev ở thị trấn Soledar. Cũng trong tuần đó, báo The Times của Anh đã đăng một bài báo về những rắc rối của Ukraine ở Soledar. Tờ báo dẫn lời những người lính còn sống sót cho biết Kiev đã triển khai những đơn vị được trang bị và huấn luyện kém, trong khi đó đối thủ thì vượt trội hơn hẳn. Một số đồng minh phương Tây của Ukraine cũng được cho là lo lắng về con số thương vong cao mà lực lượng Kiev phải gánh chịu khi bảo vệ thành phố Bakhmut, phía tây nam Soledar. Báo Der Spiegel vào tuần trước đưa tin, cơ quan tình báo Liên bang Đức BND đã ghi nhận con số thương vong hàng ngày của lực lượng Ukraine ở mức 3 chữ số. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đánh giá rằng việc đến mất Bakhmut sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường. Washington được cho là đã khuyên Ukraine ngừng cố thủ ở thành phố này và thay vào đó chuẩn bị cho một cuộc phản công trong khi chờ các nước NATO chuyển giao vũ khí mới. Hai thị trấn Bakhmut và Soledar tại tỉnh Donetsk là những cứ điểm phòng thủ mang tính biểu tượng cho sức kháng cự của Ukraine. Và trong đó thì Bakhmut là mục tiêu mà quân đội Nga đã tìm mọi cách kiểm soát từ mùa hè năm ngoái. Giới chuyên gia cho rằng những chiến dịch tiến công liên tục của Nga nhằm vào Bakhmut đang đặt quân đội Ukraine vào tình thế khó khăn, phải lựa chọn giữa cố thủ đến cùng hay là rút lui để bảo toàn lực lượng. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia hôm 25 tháng 1 xác nhận phía Nga đang gia tăng áp lực tại Bakhmut và lực lượng của Kiev đang bị áp đảo về quân số và vũ khí. Bà Malia nói Nga chịu tổn thất lớn ở Bakhmut nhưng chưa từ bỏ kế hoạch kiểm soát thị trấn chiến lược này. Bakhmut có ý nghĩa chiến lược với cả Nga và Ukraine.
nếu Moscow giành được Bakhmut, họ có thể phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra hướng tiến công cho phía Nga, nhằm gây áp lực lên hai thị trấn lớn là Kramatorsk và Slovyansk, từ đó kiểm soát hoàn toàn Donetsk. Với Ukraine, Bakhmut không chỉ là một điểm phòng thủ, mà còn là một trong những trung tâm giao thông lớn cuối cùng ở Donbass, còn nằm trong tay Kiev. Tất cả các tuyến tiếp vận của quân đội Ukraine tới Donbass đều phải đi qua đây. Tuy đang gặp nhiều khó khăn trên chiến trường, Ukraine nhận được tin vui về viện trợ quân sự từ phương Tây. Hôm 25 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố sẽ viện trợ cho Ukraine 31 xe tăng chủ lực tiên tiến M1 Abrams. Ngay trước tuyên bố này, thì Berlin cũng đã thông báo sẽ viện trợ xe tăng Leopard 2. Đây là hai loại vũ khí mà Ukraine đã không ngừng kêu gọi cung cấp trong suốt nhiều tháng qua. Đây có thể là bước ngoặt mà Ukraine mong đợi sau gần một năm xung đột. Ngày 25 tháng 1, Mỹ thay đổi chính sách với thông báo sẽ cung cấp 31 xe tăng chủ lực tiên tiến nhất cho Kiev, qua đó giúp phá vỡ thế bế tắc liên quan loại vũ khí mà Ukraine đã khẳng định là rất cần thiết để đẩy lùi lực lượng Nga và hy vọng giành lại kiểm soát các lãnh thổ ở miền Nam và miền Đông. Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra tuyên bố này ở Nhà Trắng với sự có mặt của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Như Bộ trưởng Austin đã nói, các loại xe bọc thép đóng vai trò thiết yếu, và đó là lý do Mỹ đến nay đã cam kết gửi hàng trăm xe chiến đấu bọc thép, trong đó gồm hơn 500 xe trong gói viện trợ mà chúng tôi đã thông báo vào thứ Sáu tuần trước. Hôm nay, tôi tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine. Thông báo này được đưa ra sau khi Đức trong ngày 25 tháng 1 cũng phá vỡ nguyên tắc cấm kỵ lâu nay bằng quyết định cung cấp cho Kiev xe tăng Leopard 2 của nước này. Thực sự, đang có một cuộc chiến ở châu Âu, không xa Berlin bao nhiêu. Nó đang diễn ra ở một quốc gia lớn là Ukraine. Đó là lý do tại sao mọi việc chúng ta làm đều phải thể hiện rõ ràng là chúng ta thực hiện những gì cần thiết và có thể để hỗ trợ Ukraine, nhưng đồng thời chúng ta tránh leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO. Chúng ta sẽ tiếp tục tuân thủ nguyên tắc này. Việc Mỹ quyết định chuyển xe tăng M1 Abrams đã giải quyết bế tắc ngoại giao với Đức. Berlin trước đó giữ thái độ chần chừ không cung cấp vũ khí tối tân do ảnh hưởng bởi quá khứ phát xít của mình. Angela Sten, giáo sư danh dự thuộc Đại học Georgetown nhận định đây là sự thận trọng mà Đức luôn duy trì trong suốt thời gian dài vừa qua. Đúng là có một số quan chức, chuyên gia và nhà bình luận Đức cho rằng không thể đưa xe tăng Đức đến biên giới Nga một lần nữa. Video này gợi lên những ký ức rất kinh hoàng thời Thế chiến II. Tuy nhiên, cũng có luận cứ phản bác lại là nước Đức phát xít từng xâm lược Ukraine và Belarus, vì vậy Đức cũng có trách nhiệm lịch sử với người Ukraine vì những gì đã xảy ra trong Thế chiến II. Tại Washington, quyết định cung cấp loại vũ khí vô cùng phức tạp và đắt đỏ như xe tăng Abrams cho Ukraine cũng khiến nhiều quan chức lưỡng lự. Loại xe tăng này khó bảo trì, yêu cầu huấn luyện chuyên sâu và gây ra thách thức về hậu cần vì sử dụng xăng máy bay. Tuy nhiên, cuối cùng các quan chức Mỹ đã đạt đồng thuận khi xác định đây là điều cần thiết để thuyết phục Đức cung cấp các xe tăng Leopard 2 dễ sử dụng hơn cho Ukraine. Suốt nhiều tháng qua, Kiev đã kêu gọi phương Tây chuyển giao xe tăng chủ lực để tăng cường hỏa lực và sức bảo vệ cho quân đội Ukraine nhằm đột phá qua các tiền tuyến. Nga lên án quyết định cung cấp xe tăng Leopard 2 của Berlin là hành động khiêu khích nguy hiểm. Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 1, Tổng thống Biden nói hành động này không gây leo thang chiến tranh và các vũ khí mới không là mối đe dọa tấn công đối với Nga. Ông cũng cảm ơn Đức vì đã cho thấy quyết tâm thực sự hành động. Ông Putin mong châu Âu và Mỹ sẽ suy yếu quyết tâm. Ông ấy mong sự hỗ trợ của chúng ta dành cho Ukraine sẽ vụn vỡ qua thời gian. Ông ấy sai rồi. Trong bài phát biểu đêm 25 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz về việc đồng ý gửi xe tăng cho Kiev. Tổng thống Zelensky cho biết tốc độ và số lượng là yếu tố then chốt trong việc cung cấp xe tăng để Ukraine kháng cự Nga hiệu quả, trong đó có tốc độ cung cấp xe tăng và huấn luyện sử dụng, cũng như số lượng xe tăng được cung cấp. Tổng thống Ukraine cũng cho biết đã nói chuyện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg để kêu gọi cung cấp tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu. Từ Nhà Trắng, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 25 tháng 1 giải thích rằng quyết định điều xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams tới Ukraine được thúc đẩy bởi những thay đổi trong điều kiện thực địa và các phương thức chiến đấu của Nga.
Ông Kirby lưu ý rằng các xe tăng sẽ chưa được chuyển đến Ukraine ngay lập tức, mà quá trình này phải kéo dài nhiều tháng. Trong khoảng thời gian này, Mỹ cũng sẽ bắt đầu huấn luyện lực lượng Ukraine vận hành loại vũ khí nặng nề này. Con số 31 xe tăng M1 Abrams mà Mỹ cam kết chuyển giao cho Ukraine không phải là lớn. Theo nhiều chuyên gia quân sự, số lượng này không đủ để gây nên tác động lớn trên chiến trường. Cựu tướng 4 sao Mỹ Barry McCaffrey cho rằng, một tiểu đoàn xe tăng M1 chẳng có hiệu quả gì trên chiến trường và Ukraine cần một sư đoàn xe tăng ngay trước mùa xuân để tạo ra sự khác biệt. Và như quý vị đã biết, trong cuộc xung đột hiện nay, Ukraine và Nga chủ yếu dựa vào các phiên bản của loại xe tăng T-72 từ thời Liên Xô cũ. Vì vậy, sự xuất hiện của M1 Abrams và Leopard 2 được Kiev hy vọng sẽ giúp tạo ra những cú bứt phá. Với nhiều tính năng hiện đại, liệu hai loại xe tăng của Mỹ và Đức có thể đáp ứng được kỳ vọng của Ukraine hay không? Cầm Tú Mùi quý vị cùng theo dõi qua video sau đây. Sau nhiều tuần tranh luận và đồn đoán ngoại giao, thông báo của Mỹ và Đức về việc cung cấp hàng chục xe tăng chủ lực cho Ukraine đang được Kiev ca tụng là nhân tố thay đổi cuộc chơi. Đức cho biết, mục tiêu tổng quát là sẽ gửi cho Ukraine hai tiểu đoàn xe tăng, thường bao gồm 3 đến 4 đại đội, mỗi đại đội có khoảng 14 xe tăng. Mỹ hôm 25 tháng 1 tuyên bố sẽ gửi 31 xe tăng chủ lực tiên tiến nhất của nước này là M1 Abrams. Sở hữu những phương tiện đó sẽ giúp Ukraine cải thiện khả năng chiếm lĩnh vị trí. Tuy nhiên, tôi sẽ thận trọng một chút để không cho rằng với số xe tăng này, Ukraine sẽ chinh phục thế giới. Ông Stephen Biddle là trợ lý cấp cao về chính sách quốc phòng tại Trung tâm Quan hệ Đối ngoại và cũng là giáo sư môn các vấn đề quốc tế và công cộng tại Đại học Columbia. M1 Abrams hiện nay được công nhận rộng rãi là xe tăng chủ lực tốt nhất thế giới. Nó đã xuất hiện từ lâu, nhưng nó đã được nâng cấp nhiều lần trong nhiều năm qua, và nó đã thể hiện sức mạnh rất hiệu quả trong các lần đối đầu với xe tăng của Liên Xô cũ và của Nga sản xuất. Có đủ lý do để tin rằng nó là một phương tiện vượt trội đáng kể so với phương tiện mà người Nga và Ukraine đang sử dụng. Trong khi Kiev ca ngợi quyết định của phương Tây, ông Biddle không cho rằng những vũ khí mới sẽ làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Những con số mà người Mỹ đang nói đến, tự thân nó sẽ không có ý nghĩa quân sự đối với Ukraine. Một vài chục xe tăng sẽ không đảo ngược kết quả trên chiến trường ở Ukraine. Họ cần đến hàng trăm chiếc. Giờ đây, Leopard 2 có thể được cung cấp với số lượng như vậy, một phần là do rất nhiều nước châu Âu đang dùng loại xe tăng này. Leopard 2 là loại xe tăng mà Đức dự định cung cấp cho Ukraine. Theo ông Biddle, Mỹ ban đầu đã không muốn cung cấp M1 Abrams cho Ukraine vì lo ngại Ukraine không thể xử lý các vấn đề hậu cần phức tạp của loại xe tăng này. Ngoài ra, còn một vấn đề khác. Chính quyền Tổng thống Biden nói xe tăng Abrams nhằm hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine trong dài hạn và sẽ phải mất nhiều tháng để được chuyển cho Kiev. Điều này có nghĩa là những chiếc xe tăng Mỹ sẽ khó lòng tham gia cuộc phản công dự kiến sẽ diễn ra trong mùa xuân nhằm phá vỡ thế bế tắc ở miền đông Ukraine, nơi tình báo Đức nhận định rằng lực lượng Ukraine đang phải chịu thương vong ở mức 3 con số Mỹ. Phía Nga đã phản ứng gay gắt sau các thông báo của phương Tây về việc chuyển xe tăng cho Ukraine. Điện Kremlin hôm nay cho biết họ coi việc này là sự tham gia trực tiếp của Mỹ và châu Âu vào cuộc xung đột và sự dính líu này đang ngày càng tăng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói châu Âu và Washington không ngừng nói rằng việc gửi các hệ thống vũ khí khác nhau tới Ukraine, bao gồm cả xe tăng, không có nghĩa là các quốc gia hoặc liên minh này đang tham gia chiến sự ở Ukraine. Phía Nga hoàn toàn không đồng ý với điều này. Và Moscow xem những việc phương Tây đang làm đều là liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev thì nói rằng Mỹ và NATO là các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và đang tìm cách kéo dài cuộc giao tranh. Ông Patrushev nói những gì đang xảy ra ở Ukraine ngày hôm nay là kết quả của một cuộc chiến tranh hỗn hợp của phương Tây chống lại Nga kéo dài nhiều năm qua. Từ Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm 25 tháng 1 tuyên bố số xe tăng được phương Tây cung cấp sẽ trở thành một cú đấm thép để chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương. Ông Reznikov khẳng định Ukraine phải tiếp tục chiến dịch phản công theo các hướng khác nhau để giải phóng các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Khả năng Kiev sẽ mở một chiến dịch phản công lớn vào mùa xuân được xem là rất thực tế. Tuy nhiên, Mỹ và châu Âu dường như không quá mặn mà với ý tưởng này. Và lý do là gì? Cẩm Tú mời quý vị cùng theo dõi. Giới chức cấp cao Mỹ đang khuyến nghị Ukraine hoãn phát động một cuộc phản công lớn nhằm vào các lực lượng Nga cho đến khi đã được chuyển giao và huấn luyện sử dụng số vũ khí mới nhất từ Mỹ và đồng minh. Theo Reuters, thông tin này được một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ với một nhóm phóng viên vào ngày 20 tháng 1. Vị quan chức không muốn tiết lộ danh tính này cho biết các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Ukraine về khả năng tổ chức phản công dựa trên mong muốn đảm bảo lực lượng Ukraine trước hết phải có đủ thời gian huấn luyện sử dụng số vũ khí mới nhất do Mỹ cung cấp.
Các quan chức Mỹ tin rằng cuộc phản công sẽ thành công hơn nếu người Ukraine tận dụng lợi thế của việc huấn luyện và trang bị vũ khí mới. Washington đã tuyên bố sẽ gửi hàng trăm xe bọc thép M2 Bradley và Stryker tới Ukraine, cũng như đang cân nhắc khả năng gửi xe tăng chủ lực M1 Abrams. Một phái đoàn cấp cao của Mỹ bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Feiner gần đây đã đến thủ đô Kiev để hội đàm với các quan chức Ukraine. Theo vị quan chức nói trên, thông điệp từ phía Mỹ là Ukraine đã dành nguồn lực đáng kể để bảo vệ thị trấn Bakhmut ở miền đông, nhưng có nhiều khả năng là quân đội Nga cuối cùng vẫn sẽ kiểm soát được thị trấn này. Vị quan chức còn cho rằng, cho dù lực lượng Nga có giành được Bakhmut, thì điều đó cũng không có tác động chiến lược nào đối với cuộc xung đột. Theo quan chức này, phía Ukraine cần cân nhắc về việc sẽ tiếp tục đổ bao nhiêu nguồn lực cho việc bảo vệ Bakhmut trong bối cảnh đang chuẩn bị cho một cuộc phản công nhằm đẩy bật các lực lượng Nga ra khỏi những khu vực ở miền nam Ukraine. Giới chức Mỹ đang làm việc với phía Ukraine về sự đánh đổi này. Ở một mặt khác, giới chức Mỹ đang khuyến nghị Kiev điều chỉnh cách thức tiến hành cuộc chiến, tránh cố gắng đối đầu với lực lượng Nga bằng hỏa lực pháo binh, vì cuối cùng Moscow sẽ giành được lợi thế thông qua sự tiêu hao. Theo vị quan chức cấp cao Mỹ nói trên, đây là lý do trong đợt viện trợ mới nhất của Mỹ cho Ukraine có xe bọc thép, bởi loại vũ khí này sẽ giúp Kiev thay đổi cách tiến hành cuộc chiến. Với một lượng lớn thiết bị quân sự tối tân đang được đổ về Ukraine, phương Tây đang cho thấy mình làm đúng với cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine hết mình khi cần thiết, và các thiết bị này cũng đang phát huy sức mạnh trên chiến trường trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley, trong năm 2023, rất khó để quân đội Ukraine hoàn toàn đánh bật được lực lượng Nga ra khỏi các lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nhận định các lực lượng Ukraine khó có thể đánh bật toàn bộ quân Nga khỏi các khu vực mà họ đang kiểm soát ở Ukraine. Tướng Milley hôm 20 tháng 1 cho biết tiền tuyến ở Ukraine kéo dài đến gần 1.000 km và vẫn còn rất nhiều đơn vị quân sự Nga trên lãnh thổ Ukraine. Từ góc nhìn quân sự, tôi vẫn khẳng định rằng trong năm nay sẽ rất khó để đẩy quân đội Nga ra khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine mà Moscow đang kiểm soát. Nói vậy không có nghĩa là điều đó không thể xảy ra, nhưng sẽ là rất khó. Vị tướng hàng đầu Mỹ đưa ra nhận định trên trong một cuộc họp báo sau hội nghị quốc tế liên quan vấn đề hỗ trợ Ukraine tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, nước Đức. Ông cho biết vẫn còn giao tranh đáng kể ở nhiều vùng Ukraine và tiền tuyến hiện kéo dài từ Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, xuống phía nam đến Kherson và phía đông bắc đến Bakhmut. Tiền tuyến tương đối ổn định vào giờ phút này, trừ ngoại lệ ở Bakhmut và Soledad, khi hai bên vẫn còn giao tranh đáng kể. Tướng Milley cũng cho rằng lực lượng Nga đang chịu thương vong rất cao ở Ukraine. Ông nói, thương vong ở phía Nga, lần trước khi nói về việc này, tôi có nói con số là trên 100.000, hiện nay tôi tin rằng thương vong đã trên 100.000 rất nhiều. Tuy nhiên ông cho biết, Ukraine cũng phải chịu thương vong rất lớn. Viên sĩ quan cao cấp nhất của quân đội Mỹ khẳng định cuộc xung đột đang diễn ra là cuộc chiến đẫm máu mà cả hai bên đều phải chịu thương vong lớn, nhưng cho biết ông tin rằng sẽ có đàm phán kết thúc chiến sự. Tôi nghĩ là cuối cùng thì cuộc chiến này, cũng giống như các cuộc chiến khác, sẽ kết thúc ở bàn đàm phán. Và điều đó sẽ được quyết định về mặt thời gian bởi các nhà lãnh đạo của hai nước, cả Nga và Ukraine. Tổng thống Putin có thể kết thúc cuộc chiến này ngay hôm nay. Ông ấy có thể chấm dứt ngay hôm nay bởi vì nó đang trở thành một thảm họa, gây ra con số thương vong lớn và rất nhiều thiệt hại khác cho quân đội Nga. Vì vậy, ông ấy nên và có thể kết thúc cuộc chiến này ngay bây giờ, ngay hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan ngày hôm nay cho biết quân đội Ba Lan sẽ nhận xe tăng Abrams đầu tiên từ Mỹ vào mùa xuân. Ông Mariusz Blaszczak đã phát biểu với đài truyền hình Polski Radio 1 rằng mùa xuân này chúng ta sẽ nhận được những chiếc Abrams Ba Lan đầu tiên sẽ được quân đội Ba Lan sử dụng, và năm nay 58 chiếc Abrams sẽ đến Ba Lan. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức ông Vladimir Pistorius cho biết ông sẽ khởi động các cuộc đàm phán với ngành công nghiệp quốc phòng vào đầu tuần tới để đẩy nhanh việc mua sắm vũ khí và tăng cường cung cấp đạn dược. Chuyển sang thông tin khác, chắc hẳn là quý vị còn nhớ trong khoảng thời gian đầu của xung đột, cả Nga và Ukraine đều có những động thái tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, sau nhiều lần đàm phán và bàn luận, hai nước đều không thể tìm được tiếng nói chung trong các điều kiện để xung đột đi đến hồi kết và liên tục đổ lỗi cho bên còn lại. Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp tục nhắc lại cáo buộc là Mỹ và Anh đã gây áp lực để Ukraine không nên đàm phán với Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Moscow từng sẵn sàng đi đến một thỏa thuận hòa bình với Kiev ngay sau khi cuộc xung đột bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022, nhưng Mỹ và các nước phương Tây khác khuyên Kiev không nên đàm phán. Theo báo The Washington Post phát biểu tại Nam Phi vào hôm 23 tháng 1, ông Lavrov quy trách nhiệm cho phương Tây đối với việc nỗ lực đàm phán giữa Nga và Ukraine bị đình trệ lâu nay.
Ai cũng biết chúng tôi ủng hộ đề xuất của phía Ukraine về việc đàm phán ngay trong những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt. Và đến cuối tháng 3, hai phái đoàn đã thống nhất về nguyên tắc giải quyết cuộc xung đột này. Một chuyện cũng được nhiều người biết và được chia sẻ công khai là các đồng nghiệp Mỹ, Anh và một số đồng nghiệp châu Âu của chúng tôi nói với Ukraine rằng còn quá sớm để thương lượng và chế độ ở Kiev sau này không bao giờ xem xét lại thỏa thuận gần như đã được thống nhất đó. Ukraine và Mỹ chưa lập tức bình luận về những tuyên bố của ông Lavrov. Trong những tuần sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, một số cuộc đàm phán hòa bình đã diễn ra nhưng không đạt được kết quả giữa lúc Nga tiếp tục tấn công nhiều thành phố của Ukraine. Vào cuối tháng 3, các cuộc đàm phán rất được mong đợi đã diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi đó nói ông nhận thấy một số dấu hiệu tích cực. Các nhà đàm phán Ukraine đã đồng ý duy trì tình trạng trung lập nếu Ukraine nhận được sự đảm bảo an ninh đầy đủ từ phương Tây, đáp ứng một yêu cầu lớn của Nga. Trong khi đó, Moscow đã đồng ý cắt giảm cơ bản các hoạt động quân sự gần Kiev và Chernihiv, hành động mà Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin nói là để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng bày tỏ hoài nghi và khẳng định người Ukraine không phải là những người ngây thơ. Các cuộc đàm phán đã không dẫn đến hòa bình hoặc ngừng bắn. Tổng thống Putin ngày 12 tháng 4 nói hòa đàm đã đi đến ngõ cụt. Hồi tháng 4, ông Lavrov nói với truyền thông Nga rằng Ukraine quyết định ngừng đàm phán theo lời khuyên của các đồng nghiệp Mỹ và Anh, quan điểm mà ông vẫn giữ cho đến nay. Theo Yuzhnya Pravda, một cơ quan truyền thông của Ukraine, các cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ sau khi Thủ tướng Anh, khi đó là Boris Johnson, đến Kiev gặp ông Zelensky. Ông Johnson đã khuyên Tổng thống Ukraine rằng không nên đàm phán với ông Putin. Vào thời điểm đó, Ukraine cũng đang thu thập bằng chứng sau khi cáo buộc Nga giết hại dân thường ở Bucha hồi cuối tháng 3. Nga đã bác bỏ cáo buộc này. Cả Nga và Ukraine đều không đưa ra những dấu hiệu cho thấy hai bên sắp có một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Hồi tháng 12, báo The New York Times đưa tin rằng cả Ukraine và Nga đều khẳng định họ sẵn sàng hòa đàm, nhưng cả hai bên đều đặt ra những điều kiện cứng rắn mà phía bên kia không chấp nhận. Theo AP, Ukraine đã đề xuất một hội nghị hòa bình vào tháng 2 năm 2023 dựa trên các nguyên tắc của kế hoạch hòa bình 10 điểm, nhưng cho biết họ sẽ chỉ cho phép Nga tham gia nếu nước này đồng ý đứng trước tòa án xét xử tội phạm chiến tranh. Khi Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng đàm phán, Kiev lại cáo buộc Moscow trốn tránh trách nhiệm. Trong khi đó, Moscow đã nói rằng Kiev cần phải chấp nhận việc Nga đơn phương sáp nhập các tỉnh Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine đến nay, đã có 574 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi các nước phương Tây và một số nước đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương. Các trường hợp bị trục xuất này là vì nhiều lý do khác nhau như liên quan tới xung đột Ukraine hoặc bị cáo buộc có những hành động không phù hợp với tư cách nhân viên ngoại giao. Đây là đợt trục xuất nhân viên ngoại giao Nga lớn nhất. Vào năm 2018, 123 nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất sau vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh. Vụ trục xuất lớn nhất xảy ra vào tháng 6 năm 2022 khi 70 nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Bulgaria. Quốc gia này cũng đứng đầu danh sách các nước trục xuất nhà ngoại giao Nga với tổng số 83 người. Và thưa quý vị, chính quyền Kiev hiện đang tiến hành một cuộc thanh lọc các thành viên trong nội các để xử lý các cáo buộc tham nhũng, không chỉ trong nội bộ quân đội Ukraine mà còn một số cáo buộc tham nhũng khác liên quan đến đời sống an sinh xã hội của người dân. Những ai vừa bị sa thải trong đợt thanh lọc này, Cẩm Tú mời quý vị cùng theo dõi video sau để biết thêm chi tiết. Một số thành viên cấp cao của chính phủ Ukraine đã từ chức hoặc bị sa thải trong một cuộc cải tổ lớn nhằm xử lý các cáo buộc tham nhũng. Chính quyền của Tổng thống Zelensky nói rằng các động thái này cho thấy nhà lãnh đạo đang quan tâm đến các ưu tiên của người dân. Ông Zelensky cảnh báo sẽ có thêm nhiều người phải ra đi trong những ngày tới. Những người bị thay thế bao gồm Thứ trưởng Quốc phòng Vyacheslav Shapovalov, người bị cáo buộc thổi giá thực phẩm cung cấp cho quân đội, Phó Tổng công tố Oleksiy Simonenko, sau khi được cho là đã dành kỳ nghỉ Tết cùng gia đình kéo dài 10 ngày ở bờ biển Tây Ban Nha bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra, và Phó Chánh văn phòng Tổng thống Kirilo Timoshenko, người đã bị chỉ trích vì lái xe ô tô thể thao trong thời gian chiến sự. Ông Timoshenko không đưa ra lý do từ chức. Trước đó, ông phủ nhận hành vi sai trái và nói rằng những chiếc xe này được thuê. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng phủ nhận các cáo buộc nâng khống giá cả thực phẩm, nhưng cũng nói rằng động thái sa thải sẽ giúp duy trì niềm tin vào cơ quan này. Còn văn phòng công tố cho biết, ông Simonenko ra đi theo nguyện vọng của bản thân. Tổng thống Zelensky nói rằng trong tương lai, không quan chức chính phủ nào được phép rời khỏi đất nước trong thời chiến, trừ khi đi công tác. Ngoài ra, năm thống đốc của các tỉnh chiến trường cũng bị cách chức. Tổng thống Zelensky, trước đây là một diễn viên hài, đã lên nắm quyền với tư cách một người ngoài chính trường, hứa hẹn sẽ giúp Ukraine thoát khỏi những nạn tham nhũng trầm kha.
Nhưng cuộc chiến đã đóng băng nền chính trị trong nước và các đối thủ chính trị đã bị đẩy sang một bên để tập trung vào sự sống còn của đất nước. Cũng liên quan đến quân đội và tiền bạc, nhưng ở chiều ngược lại thì mới đây, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, đã hiến toàn bộ số tiền 1 triệu đô la Mỹ mà ông được thừa kế cho quân đội Ukraine. Theo báo The New York Times, tướng Zaluzhny được thừa kế số tiền này thuộc về một người Mỹ gốc Ukraine tên là Grigory Stepanets. Chuyển sang một thông tin khác liên quan đến các tay súng nước ngoài đến Ukraine chiến đấu chống lại quân Nga. Như quý vị đã biết, Nga và các lực lượng ly khai ở hai vùng Donetsk và Lugansk xem số tay súng nước ngoài này là lính đánh thuê và cảnh báo sẽ không đối xử với những người này như tù binh chiến tranh. Đã có không ít trường hợp những tay súng nước ngoài thiệt mạng hay là bị bắt ở Ukraine. Và mới đây nhất, một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Hải quân SEAL lừng danh của Mỹ vừa được xác nhận đã thiệt mạng ở Ukraine. Một sĩ quan Hải quân Mỹ ngày 20 tháng 1 xác nhận với đài CBS News rằng ông Daniel W. Swift, binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL vắng mặt không phép từ năm 2019, đã thiệt mạng ở Ukraine. Vị sĩ quan trên nói ông Swift qua đời vào ngày 18 tháng 1 do vết thương trong trận chiến với lực lượng Nga ở Ukraine. Vị sĩ quan không rõ ông Swift đến Ukraine từ khi nào. Lý lịch hải quân của ông Swift cho thấy ông là một thành viên SEAL, lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Hải quân Mỹ và ở trong tình trạng đào ngũ kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Ông Swift gia nhập Hải quân Mỹ vào năm 2005. Bộ Ngoại giao Mỹ trong một thông cáo cho hay, chúng tôi có thể xác nhận cái chết gần đây của một công dân Mỹ chiến đấu ở Ukraine, nhưng không nêu tên Swift. Đài RT của Nga cho biết, đã có ít nhất 8 công dân Mỹ thiệt mạng khi tham chiến ở Ukraine trong năm qua. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức không khuyến khích người dân Mỹ tham gia vào đội hình quân đoàn nước ngoài do chính quyền Kiev thành lập vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Washington khẳng định Mỹ không phải là một bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, dù đã cam kết viện trợ tài chính và cung cấp vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Moscow đã cảnh báo với phương Tây rằng việc gửi vũ khí và lính đánh thuê tới Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và có nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga, theo RT. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 26 tháng 1 của báo Thanh Niên. Cẩm Tú xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Cẩm Tú mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.